Hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Ai Cập vốn nổi tiếng là nền văn minh cổ đại thịnh vượng bậc nhất trên thế giới. Đặc biệt, cư dân Ai Cập cổ đại cũng là một trong những tộc người sớm nhất sử dụng bùa chú và tin vào phép thuật. Cho tới ngày nay, những thần thoại về bùa chú Ai Cập vẫn phần nhiều nằm trong bức màn bí ẩn. Trong video ngày hôm nay, lịch sử thế giới sẽ cùng các bạn đi khám phá những bảo vật bùa chú của người Ai Cập cổ đại. Amulet, bùa là cách người Ai Cập gọi bất cứ đồ vật gì được đeo hoặc mang theo bên người nhằm mục đích bảo vệ hay đem lại may mắn. Vào thời cổ đại, các loại bùa của người Ai Cập thường có hình dạng giống tượng thần cỡ nhỏ. Do đó, trong tất cả các đồ vật ma thuật mà người Ai Cập sử dụng, bùa là thứ được sử dụng phổ biến nhất. Những đứa trẻ sơ sinh được đeo bùa để cầu bình an và sức khỏe. Các ông bố, bà mẹ thường đeo bùa quanh cổ con mình để xua đuổi các ác linh cũng như là bảo vệ chúng khỏi bò cạp, trắng và cá sấu. Vào thời Ai Cập cổ đại, người ta rất chuộng đeo hoặc mang các loại bùa bên người. Người Ai Cập có đến hàng ngàn loại bùa khác nhau với đủ mọi hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu. Theo họ, sở dĩ có nhiều loại bùa như vậy là vì mục đích sử dụng của chúng khác nhau, tùy theo nhu cầu và mong muốn của người dùng mà bùa được chế tác ra. Vậy các loại bùa Ai Cập cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Đặc điểm của bùa Ai Cập. Vào thời người Ai Cập cổ đại đã chế tác rất nhiều bùa chú với nhiều kích thước khác nhau. Chúng được chế tác từ đá thạch anh, đá carnelian, lam ngọc, kính đỏ hoặc là bằng vàng rồng. Ngoài ra, bùa cũng có thể được làm từ những vật liệu rẻ tiền hơn như là đồng, thiết, sắt, gỗ, sứ, xương. Tùy từng loại bùa, sau khi chạm khắc tạo hình, một số loại sẽ được nhúng qua một lớp nhựa cây Akimi, một loại cây thần bí mà ngày nay vẫn chưa xác định được hình dạng cụ thể. Loại cây này được cho là ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, làm tăng thêm uy lực cho lá bùa. Thông thường, bùa được sâu lẫn vào chuỗi đá quý để làm đồ trang sức đeo trên người. Một số khác dùng các nghi lễ úp xác an táng và canh giữ lăng mộ người chết. Các loại bùa Ai Cập có thể sử dụng đơn lẻ hoặc trong nhiều trường hợp cần đi theo một bộ tùy vào mục đích sử dụng. Sau đây là những loại bùa với sức mạnh khó tưởng trong thời Ai Cập cổ đại. Thứ nhất là bùa yêu trong cung cấm. Hãy bắt đầu câu chuyện với bùa yêu trong cung cấm của các pharaoh. Thời xưa trong các vương triều Ai Cập, điển hình là thời Akhenaten, người ta luôn cho rằng khi một người đàn ông mê mệt một người phụ nữ, đó là dấu hiệu người đàn ông đó đã ăn nhầm bùa mê thuốc lú. Nữ hoàng Nefertiti, vợ của pharaoh vĩ đại Akhenaten, chính là người đàn bà quyền lực nhất trong lịch sử. Bà là người phụ nữ Ai Cập đầu tiên nắm quyền lực tối cao, sáng tạo ra một tín ngưỡng thờ thần mới cho xây dựng một kinh đô thứ hai của đế chế Ai Cập. Người ta nói vũ khí bí mật của bà chính là bùa chú tình yêu. Sử sách chép lại rằng Nefertiti là một người phụ nữ đẹp nhất xứ sở Ai Cập. Sắc đẹp của nàng có sức quyến rũ mê hồn, không chỉ với người mà còn là thằng mặt trời Athena. Trong cung, để cạnh tranh ngôi vị và được pharaoh sủng ái, nàng đã yểm bùa yêu lên chồng mình. Thứ bùa ấy là các loại hương liệu đặc biệt nàng sức lên người, các thần chú và sự giúp đỡ của các thầy tu cao tay. Kết quả là Nefertiti gần như đã đạt được mọi thứ, tình yêu, sự chiều chuộng, quyền lực tối thượng. Duy chỉ có một điều, bùa yêu của bà không linh nghiệm, đó là trong việc sinh nở. Sáu người con Nefertiti sinh ra pharaoh, Akhenaten lại đều là con gái. Chính việc này cũng là mấu chốt sau này cho số phận thảm thương khi cuối đời của nữ hoàng. Trong một diễn biến khác, khi giải mã một cuộn giấy cói có niên đại 1.800 năm của người Ai Cập cổ đại, các học giả từ Đại học Chicago đã tìm thấy những thông tin về một thứ được gọi là bùa yêu bí ẩn. Không giống như các loại bùa chú từng được tìm thấy, vấn đề đáng nói ở đây, bùa yêu lại là của một người phụ nữ có tên là Tatromeque với một người đàn ông có tên là Kephalas được viết trên loại giấy cói cổ đại. Người Ai Cập cổ phát minh ra loại giấy này và dùng chúng vào nhiều mục đích khác nhau, như là giấy sợi thô rẻ tiền được dùng để gói đồ, còn giấy thượng hạng đắt tiền được phục vụ cho mục đích tôn giáo, văn chương, nghệ thuật và cả dùng để ướp xác. Mặc dù sự tồn tại của các phép thuật và bùa yêu nhằm giúp chiếm được tình cảm của người khác giới ở Ai Cập cổ đại hầu như không phải là một bí mật, nhưng thông thường chúng chủ yếu được sử dụng bởi những người đàn ông tìm kiếm phụ nữ chứ không phải ngược lại như trường hợp của giấy cói mới được phát hiện. Theo những thông tin được tiết lộ, cuộn giấy cói mô tả vị thần Ai Cập cổ đại Anubis bắn một mũi tên vào hình nộm Kephalas khỏa thân. Mũi tên mà thần Anubis bắn vào Kephalas được cho là nhằm lôi kéo tình cảm ham muốn của Kephalas dành cho Tatromeque. Học giả Trichner và đồng nghiệp Foyscaf nhận định rằng trong sự tồn tại của các phép thuật tương tự khác từ Ai Cập cổ đại được biết đến, chúng thường được sử dụng bởi những người đàn ông tìm cách thu hút phụ nữ, nên trường hợp này là rất đặc biệt ở xã hội cổ đại.
Cô thần chú có khả năng lôi kéo người khác giới sẽ tạo ra bởi một thầy tư tế thay vì bởi chính người phụ nữ. Trước đó, một mảnh dây cói thời Ai Cập cổ đại từng được giải mã sau 1.300 năm, được cho cũng là một bùa yêu bí ẩn. Trong mảnh giấy có hình hai sinh vật có cánh, trên cánh có lông hoặc vảy. Ở giữa chúng là một hình giống như là củ quý. Xung quanh hình vẽ là bùa chú được viết bằng chữ cóp. Một ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, các nhà nghiên cứu suy đoán bùa chú có thể được sử dụng trong các trường hợp tình yêu không được đáp lại, hoặc thậm chí là tình tay ba. Nó được lưu trữ tại Đại học Macquarie ở Úc, nhưng không có ghi chép nào về nguồn gốc của nó. Thứ hai, những tấm bùa và lời nguyền thế kỷ. Thế giới bùa chú Ai Cập còn gắn liền với các lời nguyền trong lăng mộ Pharaoh, kim tự tháp. Chúng được sáng tạo bởi các quan tư tế nhằm mục đích bảo vệ sự an nghỉ vĩnh hằng của các Pharaoh cũng như là dinh giữ của cải được chôn theo cùng họ. Trong hầu hết các hầm mộ ở thung lũng hoàng gia, người ta đều bắt gặp những dòng chữ tượng hình với nội dung. Bất kỳ người nào đến quấy nhiễu sự yên ổn của Pharaoh thì cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó. Lạ thay, có khá nhiều lời bùa chú ấy linh nghiệm. Những cuộc tìm mộ khảo cổ của giới khoa học tìm ra một lăng mộ Pharaoh mới luôn kèm thêm những vụ mất tích, cái chết bí ẩn hay là căn bệnh lạ. Câu chuyện về bùa chú của Ấu Vương Tutankhamun mất năm 1.300 năm trước Công Nguyên là một minh chứng rất rõ. Việc khai quật mộ của vị vua này được xem là một trong những thành tựu khảo cổ đáng giá đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ngay khi tước sĩ Kanapan, người đầu tư vốn cho cuộc khai quật, mất vì một căn bệnh lì lạ, những nghi vấn đã được đặt ra. Ông ta chết bởi một vết côn trùng đốt khi bước vào hầm mộ. Đặc biệt, vết thương trên mặt ông trùng hoàn toàn với vị trí vết thương trên mặt vị Ấu Vương. Chưa dừng lại, liên tiếp sau đó, những thành viên đoàn khảo cổ cũng gặp phải nhiều chuyện kỳ quái chẳng lành. Tới thập niên 80, con số người chết vì bùa chú Tutankhamun đã lên tới hơn 50. Một đặc điểm chung của những người tử nạn vì bùa chú Tutankhamun ấy là không ít người trước khi đi trăn trối rằng: "Tôi đã nghe tiếng thở của nó, tôi phải cùng đi với nó đây." Rất nhiều người đã tin rằng những lần khám phá hầm mộ đã làm cho các vị thần nổi giận và trút xuống đầu của những kẻ bán bổ. Nhưng cũng còn không ít người khác tin vào những giả thuyết khoa học chứ không coi đó là lời nguyền bùa chú. Họ cho rằng những người thám hiểm kim tự tháp đã nhiễm phải những loại vi khuẩn cực độc sinh ra từ thực phẩm và quần áo mà Pharaoh chôn theo. Tuy nhiên, có một điều mà các nhà khoa học đến nay vẫn không thể giải thích được là yếu tố nào đã giúp các vi khuẩn tồn tại lâu đến thế, khoảng hơn 4.000 năm trong lòng sa mạc. Tiếp theo là loại bùa chú được biết đến là một trong những loại bùa hộ mệnh đa dạng nhất mọi thời đại. Biểu tượng của loại bùa này cũng thường xuất hiện trong các kim tự tháp, quan tài và xác ướp của các pharaoh. Đó là loại bùa chú nào và có công dụng mạnh mẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong phần sau của video. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ ba, mắt thần Horus. Loại bùa này có hình dạng giống như con mắt chim ưng của thần Horus, có sức mạnh to lớn, giúp đem lại sức khỏe, may mắn, sự bảo vệ, năng lượng tích cực cho người đeo. Horus là bùa hộ mệnh xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại hơn 5.000 năm trước. Bùa hộ mệnh này gắn liền với vị thần cai quản bầu trời hùng mạnh nhất trong thần thoại Ai Cập là thần Horus. Horus là vị thần của bầu trời, có hình dạng của một con chim ưng. Đôi mắt của vị thần này là hợp thể của mặt trời và mặt trăng. Thần thoại về thần Horus có liên quan đến người chú là thần Seth, người đã giết thần Osiris để cướp ngai vàng. Người Ai Cập cổ đại tin rằng thần Osiris là vua của Ai Cập. Mẹ của Horus là nữ thần Isis đã nhặt những mảnh cơ thể của chồng lại và thần Horus đã hiến một con mắt của mình để hồi sinh người cha. Một thần thoại khác lại có cách lý giải là mắt thần Horus được hình thành khi Horus bị mất một con mắt trong trận chiến với thần Seth. Truyền thuyết kể lại rằng vùng sa mạc bao quanh Ai Cập thấm đẫm máu của thần Horus khi con mắt của người bị hủy hoại trong cuộc chiến với thần Seth tàn bạo trước khi được phục hồi kỳ diệu bởi thần Hathor. Kể từ đó, hai mắt của thần Horus đại diện cho sức mạnh của mặt trăng và mặt trời. Biểu tượng con mắt của thần Horus với 6 mảnh ghép trở thành linh vật thiêng liêng, minh chứng cho sức mạnh và phước lành từ các vị thần. Bùa hộ mệnh mắt thần Horus được làm từ sắt trong sa mạc nơi dòng máu của thần Horus đã đổ xuống. Loại sắt này quý hiếm như vàng, là linh nghiệm nhất và được lan truyền qua nhiều thế hệ. Horus hoạt động với đặc trưng của mỗi cá nhân, có nghĩa là bùa hộ mệnh sẽ kết hợp với dòng của riêng mỗi người và kích thích những năng lượng tích cực, đồng thời bảo vệ chủ nhân khỏi những năng lượng xấu. Horus chính là cầu nối để truyền tải những mong muốn tới các vị thần, và khi người nào đó được ban phước lành, mọi mong ước sẽ trở thành sự thật, sẽ giàu có, thành công và hạnh phúc nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nền văn minh Ai Cập cổ đại đã không còn, nhưng niềm tin vào các vị thần, sức mạnh con mắt Horus vẫn tồn tại và được sử dụng đến ngày nay. Ở các nước Địa Trung Hải, người dân thường dùng biểu tượng vẽ lên trên tàu thuyền để được bảo vệ. Ngoài ra, nhiều người đeo con mắt Horus như là món trang sức để tự bảo vệ mình khỏi ý đồ xấu xa của người khác.
Con mắt thần Horus còn được các thầy phù thủy và người theo thuyết âm mưu xem như biểu tượng bảo vệ, quyền năng, kiến thức. Thứ tư, bí mật về bùa chú mạnh nhất của người Ai Cập cổ đại. Gần với hình ảnh của thần mặt trời, người Ai Cập cổ đại tin rằng bọ hung là loài vật mang lại sức mạnh và may mắn cho họ. Biểu tượng về loài bọ cánh cứng này rất phổ biến trong những chiếc bùa hộ mệnh và các đồ trang sức. Con bọ hung là một biểu tượng cực kỳ quan trọng của Ai Cập cổ đại, theo quan niệm của họ là đại diện của toàn đất trời Khepri, một trong những vị thần quyền năng nhất. Sự hình tượng hóa này có thể xuất phát từ việc loài bọ hung thường lăn phân vào ban ngày, đến tối thì tìm cách giấu chúng, rồi tới khi trời sáng là bắt đầu cuộc hành trình. Từ quan sát của mình, người Ai Cập cổ đại đã ví hình ảnh những con bọ hung lăn phân giống như chuyển động của mặt trời trên bầu trời và sự tái sinh hàng ngày. Trong các tác phẩm nghệ thuật của Ai Cập cổ, thần mặt trời Khepri mang thân hình của con người nhưng lại có khuôn mặt bọ hung, được mô tả là vị thần rất cần mẫn, hàng ngày điều khiển mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây và kiểm soát các chu kỳ của sự sống. Vì gần với hình ảnh thần mặt trời, người Ai Cập cổ đại tin rằng bọ hung là loài vật mang lại sức mạnh và may mắn cho họ. Vì vậy, biểu tượng về loài bọ cánh cứng này rất phổ biến trong những chiếc bùa hộ mệnh và các đồ trang sức. Chúng thậm chí được khắc vẽ hình trên các đồ vật và đặt trên các xác ướp để chống lại ma quỷ. Ngoài ra, còn có một số loại bùa chú phổ biến mà người Ai Cập ngày nay vẫn còn dùng với từng công dụng cụ thể. Các loại bùa bồi tán nổi tiếng được biết đến rộng rãi có Jet Bila, hình dạng giống như một chiếc cột chống, bùa nút kết Isis, hình dạng giống đai áo, bộ bốn bùa mô phỏng hình dạng bốn người con của thần Horus, các loại bùa bảo vệ và cầu may đa dạng hơn. Một số loại phổ biến bao gồm thường được người Ai Cập mang bên người, bùa Aegis có dạng một chiếc vòng cổ rộng với hình chạm khắc đầu vị thần để bảo vệ người đeo, bùa Bastet có hình dạng nữ thần đầu mèo, vị thần bảo hộ cho gia đình giúp mang lại may mắn, bùa Bes có vị thần lùn kỳ cục cũng để may mắn, bùa Isis mô phỏng hình tượng vị nữ thần vĩ đại nhất của người Ai Cập, vị nữ thần canh giữ những bí mật, bùa hình nữ thần Isis đang cho thần Horus ở hình dạng trẻ sơ sinh bú, mang ý nghĩa bảo vệ cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Bùa Hathor có hình nữ thần đầu bò Hathor, vị thần của âm nhạc và nhảy múa, giúp đem đến may mắn. Bùa Maat có hình nữ thần Maat, người bảo vệ của sự thật và công lý. Bùa Nepet mang hình nữ thần Kênh Kênh đã bảo vệ cho vị vua Ai Cập. Bùa Nephres tạo theo hình em gái của nữ thần Isis, nữ thần của nhà cửa. Bùa Ta đem đến may mắn cùng với sự bảo vệ của vị thần bảo trợ, thợ thủ công và sự sáng tạo. Bùa tạc hình thần lùn Taek, vị thần bảo vệ cho trẻ em. Bùa Scarab Pitlo có ý nghĩa thể hiện sự tồn tại bảo vệ và cuộc sống dài lâu. Bùa Tau Rét hạ mã mang thai để bảo vệ người mẹ và đứa con tránh khỏi hiểm nguy khi vượt cạn. Bùa Thor đại diện cho vị thần của sự ghi chép và trí tuệ. Cho đến ngày nay, những người Ai Cập vẫn còn sử dụng các loại bùa chú này như một cách để họ cảm thấy an tâm hơn. Câu chuyện kỳ thú về những bùa chú của người Ai Cập cổ đại cũng đã khép lại video của Lịch sử Thế giới tại đây. Hy vọng video vừa rồi đã cung cấp những thông tin bổ ích và thú vị cho các bạn. Chúng tôi biết các bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng Lịch sử Thế giới là lựa chọn tốt nhất để khám phá thế giới này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.